Các tổ chức nước ngoài vẫn có thể tiến hành nghiên cứu khoa học hàng hải trong khu vực bãi đá Benham Brice của Philippines, miễn là được sự chấp thuận từ Cố vấn An ninh Quốc gia, ngoài giấy phép do Bộ Ngoại giao cấp, theo luận báo từ Văn phòng Tổng thống Philippines ngày 6 tháng 2. Phát ngôn nhân của Tổng thống, ông Harry Roque xác nhận rằng, từ nay, chỉ người Philippines mới có đặc quyền thăm dò khu vực có diện tích 13 triệu hecta này, theo chỉ thị của Tổng thống Rodrigo Duterte. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Emmanuel Pino loan báo rằng Tổng thống Duterte ra lệnh cấm các nhà khoa học nước ngoài tiến hành các cuộc nghiên cứu hàng hải trong khu vực mà Philippines tuyên bố là một phần chủ quyền của mình. Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Pino cho hay, trong cuộc họp nội các ngày 5 tháng 2, Tổng thống Duterte chỉ thị cấm tàu nước ngoài thăm dò khoa học ở Benham Brice và ra lệnh các cơ quan hữu trách giám sát các tàu nước ngoài lai vãng tới khu vực thềm lục địa phía đông đảo Luzon. Chính phủ Philippines trong thời gian gần đây cho phép Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành nghiên cứu trong khu vực bãi đá Benham Brice. Người phát ngôn Roque nói, Tổng thống ra quyết định này sau khi các nước đã hoàn tất các cuộc nghiên cứu thăm dò trong khu vực. Hiện chưa có phản hồi tức thì từ chính phủ Trung Quốc, nước dự trù tiến hành các cuộc nghiên cứu trong tháng này.